Thưa quý vị, mấy ngày gần đây thì cộng đồng mạng đang chia sẻ cho nhau một tin nhắn điện thoại với nội dung khá nhạy cảm. Chỉ với vài chục chữ nhưng tin nhắn này có thể khiến cho nhiều gia đình lục đục khi vợ chồng ngờ vực lẫn nhau. Và chỉ trong một thời gian ngắn thì những bài đăng nội dung tin nhắn trên đã nhận được gần 14.000 lượt thích và gần 10.000 lượt chia sẻ. Tin nhắn được chia sẻ có nội dung như sau. Anh không cần biết tôi là ai, nhưng tôi biết anh và tôi còn biết cả vợ anh không đơn giản như những gì anh nghĩ. Tôi khuyên anh nên làm xét nghiệm ADN vì tôi biết vợ anh đã làm những việc gì trước lúc có em bé. Tin nhắn này được chị Trần Thu Hằng chia sẻ lên Facebook cá nhân nhằm cảnh báo mọi người đây là một chiêu thức lừa đảo mới. Và theo chị Hằng thì nếu gọi điện đến đầu số gửi tin nhắn sẽ mất 15.000 đồng. Nhiều Facebooker sau khi đọc được nội dung tin nhắn đã bày tỏ thái độ khá bất ngờ với tính nhạy cảm của tin nhắn. Facebook mang tên là Nguyễn Thị Mơ chia sẻ là không có việc gì làm sao lại đi chơi kiểu đi đốt nhà người ta vậy. Còn Facebook có tên là Vivu thì chia sẻ nhắn kiểu này ác thật nhưng mà cũng khối ông đi xét nghiệm ADN thật lắm. Và nhiều Facebooker cũng cho rằng là việc nhận được tin nhắn như thế này sẽ gây ra những hiểu nhầm không đáng có cho cuộc sống vợ chồng. Đứng trước tình huống khá khó xử thì nhiều khán giả cũng đặt ra câu hỏi nếu nhận được tin nhắn như thế này thì sẽ xử sự như thế nào? Và chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Trần Thu Hằng để có thể biết rõ hơn về câu chuyện này. Xin trường quay cho kết nối với chị Trần Thị Thu Hằng. Vâng, xin chào chị Trần Thu Hằng. Sau khi nhận được tin nhắn này thì chồng chị đã có phản ứng như thế nào? Khi mà chúng tôi nhận được cái tin nhắn nạc danh như thế thì anh cũng rất là bình tĩnh thôi. Anh quay ra thì anh cũng chia vợ, anh bảo là vợ ơi, đi xét nghiệm ADN. Mình thì cũng rất bất ngờ, mình quay ra thì chồng mình đưa cho mình cái điện thoại, mình mới đọc tin nhắn. Thì hai vợ chồng thì nói chung là cũng chỉ cười khẩy thôi, cứ nghĩ thì đấy nó là chỉ là cái tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo trên mạng thôi, thì cũng không quan tâm đến lắm. Vâng, và giả sử nếu chị nhận được tin nhắn nói rằng anh nhà chị đang có quan hệ tình cảm với ai đó chẳng hạn thì chị sẽ xử lý ra sao? Thực chất ra thì nếu mà để mà tin nhắn nạc danh ấy thì mình cũng không quan tâm đâu, tại vì đã là vợ chồng ấy thì phải tin tưởng lẫn nhau, trừ khi mình tận mắt chứng kiến. Chứ còn để mà tin nhắn nạc danh hay những người khác nói đến tai thì mình thường thì mình cũng không quan tâm, tại vì mình cũng không để cho những người ta lại làm ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của mình được. Tự bản thân mình cảm nhận thôi, và sống với nhau thì phải tin tưởng nhau, mình chỉ nghĩ như vậy thôi. Vâng, xin cảm ơn chị Hằng. Và thưa quý vị, cùng với thông tin cho rằng đây là một hình thức lừa đảo và nếu gọi điện đến đầu số trên thì sẽ mất tiền, chúng tôi đã xác minh thông tin với tổng đài hỗ trợ khách hàng của nhà mạng Viettel và được biết là việc gọi điện đến đầu số di động thông thường như trong trường hợp này và bị mất tiền cước lớn, cụ thể là 15.000 đồng như mọi người chia sẻ, là rất khó xảy ra. Và trường hợp bị mất tiền thông qua những tin nhắn lừa đảo chủ yếu là do khách hàng gọi điện thoại đến số của tổng đài được gửi thông qua nội dung tin nhắn. Đúng là trong cuộc sống vợ chồng thì có nhiều chông gai và nhiều khi chỉ vì một tin nhắn chưa đầy 100 ký tự cũng có thể giết chết hạnh phúc của gia đình. Và quan trọng nhất thì vẫn là đặt niềm tin vào nhau và thẳng thắn chia sẻ cảm thông cho nhau. Và thưa quý vị sẽ còn tiếp tục theo dõi những chuyên mục khác của Chào Buổi Tối ở trên kênh VTC14. Còn quý vị và các bạn có thể theo dõi trên kênh VTC1 những tin tức thời sự trong bản tin Việt Nam Online.